dì với mẹ con thân nhau như vậy á thì chắc chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau hả dì? Chuyện gì ba cũng nói cho dì biết hết trơn á, ngoài cái chuyện mất mặt thôi. Mất mặt là sao dì? Tình trọng nè, tới hồi nào đó. Dạ thưa mẹ mới về. À, sao không gọi điện hẹn trước mà đột nhập vô nhà rồi ngồi tâm sự với con dâu tôi vậy trời. Mẹ nói xấu sau lưng Kha Khá rồi đúng không? Tình yêu bậy, ai rảnh nói xấu bạn chứ. Thương bà hết cái gì nói xấu. Nó nghe nè, điện thoại hết pin. Cho nên là đi thẳng qua đây luôn, thấy không? Cho nên không có gọi. Biết sao không? Hồi sáng này á, hai vợ chồng cháu tôi nó đem quà từ phía miền Tây lên á. Ừ, cho nên là tôi đem qua tôi tặng cho bà luôn nè. Mà sẵn tôi kể cho bà nghe luôn, cháu dâu tôi á nó dễ thương lắm bà ơi. Ừ, hai vợ chồng của nó mới lấy nhau đó. Trời ơi, là có con bé mà bữa nó định cưới hả? Thì đó, con thằng con trai bà chị tôi. Bây giờ về làm dâu rồi giờ khen tấp tắc luôn. Trời nó dễ thương lắm. Rồi giỏi giang nữa. Ừ, giỏi. Đó, cháu dâu của bà đó nó giỏi giang. Nó làm này làm nọ dễ thương, có nhiều cái để khen. Chứ ai như con dâu nhà này có cái gì mà để khen được chứ. Dạ thôi mẹ với dì ngồi nói chuyện nha, để con lên phòng soạn đồ để giao hàng nữa. Xin phép. Đi đi con. Dạ. Con dâu bà đi rồi tôi mới nói nha. Sao nó dễ thương lắm chứ bộ. Ôi ôi còn giỏi nữa. Cháu dâu của tôi nè, tôi nói bà biết nha, nó tệ lắm á, không có giỏi giang gì hết trơn á ha. Chỉ được con cái là xinh đẹp thôi ha. Đã vậy còn lớn tuổi hơn thằng cháu tôi nữa. Vậy hả? Không biết biết bận công chuyện gì hết trơn á. Dũng về nè, bà đang ngán ngán lên ngán xuống, mẹ chồng nó phải dâng cho nó từng chén nước, phải dâng cho nó từng chén cơm đó. Nhiều khi không có mẹ chồng nó nhà tôi phải chạy qua nè, tôi làm từ A tới Z luôn các bạn. Nhưng mà tôi nói bà biết, mình làm vậy tự nhiên mình hạnh phúc lắm. Bà biết sao không? Nhà đó có đông con đông cháu nó vui lắm bà ơi. Vậy mà vui cái gì? Tôi thấy chị của bà mà để con nhỏ cháu dâu của bà cái kiểu đó là treo lên đầu lên cổ mà chịu được hay ghê. Ôi gia đình là phải nhường nhịn với nhau chứ, ai rảnh đầu leo động cổ không biết. Bà nhường nhịn cái gì? Phải có tôn ti trật tự đàng hoàng chứ, nó là con dâu mà. Để riết là nó coi ra gì, riết là nó coi chị của bà như là bà giúp việc luôn cho con. Ừ, thì mình giúp việc cho con cháu có gì đâu xấu hổ đó. Mình giúp nó thương mình đó, rồi gia đình là thương yêu lẫn nhau, có phải là hạnh phúc, có phải là đề huệ không? Thôi đâu mà cả ngày cứ để ý chuyện này để ý chuyện kia rồi cái gia đình nó mất hạnh phúc đó. Bà sửa lại cái nết đi. Như vậy trời. Nói vậy thôi ha. Qua nói vô mặt tôi vậy đi, đi về hả? Bạn bè nhắn nhở chút cũng thôi, cái gì đâu mà mắng. Nó nghe nè, có đem quà kìa, nhớ ăn nha. Dạ đi, đem về giùm đi. Mấy cái quà này tôi không có thích, tôi nhìn là biết là không phải cái sở thích của tôi. Đem về giùm đi nha. Trời ơi, cái tấm lòng của gia đình tôi mà tự nhiên sao. Thôi được rồi, tôi nói là bà đem về đi, nhà tôi không có ăn mấy cái này. Biết vậy rồi, nha. Hiểu rồi. Có gì không phải xin lỗi nha. Mệt à. Làm như là mình có chồng có con rồi, kinh nghiệm lắm, làm mẹ chồng rồi đó, có đụng chạm da chạm rồi mẹ chồng nàng dâu rồi. Trời ơi, đang ế đang vậy đó mà cứ nói tiếng trước tiếng sau giống như dạy đời. Thử mà nằm trong hoàn cảnh nhà tôi đi, tự nhiên còn áp tôi vô hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, phải hiểu chuyện này chuyện nọ nữa. Xa, quên đi à. Màu sặc sỡ vậy? Ừ. Gì đây? Trời, anh nghĩ sao anh mua cái này như con nít cho em vậy? Nít cái gì? Nè, nó còn cái này dễ thương lắm. Trời, dễ thương không? Dễ thương không? Cái này để con em đội được. Trời ơi, cái này nha, anh thấy nó dễ thương mà. Anh nghĩ hả, cái nhà mình mà bận là đẹp lắm luôn. Anh còn mua cho mẹ nè. Anh mua cho chị Dạ Lan nè, anh mua cho Dạ Hân, mua cho em. Cái gì? Thiệt. Anh nghĩ sao vậy, anh bị điên hả? Em trẻ vậy mà em còn không dám đội cái này ra đường nữa. Nghĩ sao mà mẹ dám đội, chứ mẹ rất là lớn tuổi rồi. Trời, anh thấy là bận theo một gia đình nó đẹp lắm luôn á. Trời, mẹ mà đội cái này vô chắc giống dị nhân lắm á. Gì mà dị nhân, em nói quá. Dễ thương nè. Tấm yêu của mẹ. Sao thấy mẹ mặc cái này có dễ thương không? Hợp với dáng mẹ lắm mà.
Công nhận mẹ của con mặc cái gì cũng đẹp hết trơn. Tình ơi, mẹ phải có thần thái thì mặc vô nó mới toát lên vẻ sang trọng, con hiểu không? Dạ. Thích quá, cảm ơn con trai yêu dấu của mẹ. Con thấy sao? Dạ đẹp mẹ, đẹp. Dạ đẹp. Dễ thương lắm mẹ. Gì hả? Dạ. Dễ nghe mà con nói là chỉ mua cho một mình mẹ thôi. Tại sao lại giống nhau cặp cặp như vậy? Hả? Dạ con nghĩ là... Mẹ bình tĩnh mẹ. Không, mẹ ơi. Con nghĩ là mua cho cả nhà mình bận, nó dễ thương, nó thân thiện mẹ. Thân thiện cái gì? Trả lại đó. Tôi không có hợp với mấy cái thứ này. Cái này là để cho con nít mặc. Tôi không có mặc đâu. Mấy người mặc đi. Sao? Ủa gì kỳ. Đáng đời lắm. Nghĩ sao mà tặng mẹ cái này vậy? Chưa hết đâu nha, em bảo đảm nha. Chị Dạ Lan với Dạ Hân thế nào cũng trả lại anh. Lúc đó em sẽ kêu Hân đem mấy cái này lên mạng bán thanh lý. Đây. Chán ghê. Vậy thôi, mấy mốt á đừng có ai kêu tôi mua quà gì nữa ha. Có cái gì đâu mà không có văn hóa nhận quà gì hết trơn á trời. Ủa giờ bị đau ở đâu hả? Nhức tai quá à. Thôi để làm cho đây. Em thấy á, làm như mẹ muốn biến em thành siêu nhân hay sao á. Chuyện trong nhà chuyện gì cũng đưa em làm, đặc biệt là những chuyện khó làm nha, mà bắt em phải làm cho tốt mới được. Ủa gì kỳ vậy? Em đang có bầu mà. Thì đó. Thôi để anh làm cho. Quay lưng ở đây. Thôi ráng đi, ráng một thời gian thôi. Hôm bữa đi công tác á, ba có nói với anh, sau khi em sanh con xong, con mình mà cứng cáp á, mà mẹ vẫn còn làm khó em, ba sẽ cho hai đứa mình ra riêng. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả? Thiệt. Ba nói rồi, nhưng mà em phải giữ bí mật nha. Em mà để thông tin này lọt ra ngoài, mẹ mà nghe một cái, mẹ buồn mẹ giận, là hai đứa mình khỏi ra riêng luôn. Biết rồi. Em sẽ giữ bí mật. Nhưng mà nó nghe nè, em cũng thương mẹ lắm chứ bộ. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là em muốn làm cho mẹ vui. Em làm tốt cái việc đó, mà em mới vừa làm tốt cái việc đó, mẹ chưa kịp vui xong á, thì mẹ đã bực em chuyện khác rồi. Giống như chuyện hôm bữa đó, em đi gặp Nam Kha lấy mấy cuốn sách thôi, tự nhiên cái mẹ nghĩ em với người ta có gì với nhau. Mẹ kỳ không? Mẹ kỳ quá ha. Em mới là kỳ á. Em nghĩ sao vậy? Dù sao á, Nam Kha cũng là con trai. Ai đời để cho Nam Kha sờ bụng em giữa đường giữa xá vậy? Mẹ kể em nghe luôn hả? Ừ. Vậy mẹ có kể em nghe luôn cái chuyện mà mẹ dụ em chạy vô bếp tắt lửa để mẹ ra mẹ gặp cái chú nào ngoài cổng không? Chú nào là chú nào? Con gì con? Đâu ạ? Dạ con thấy hình như ở trước có khách á. À, mẹ đang nấu ăn mà quên tắt lửa. Con vô tắt giùm mẹ nghe. À, dạ. Mẹ đâu nấu gì đâu mà kêu vô tắt bếp trời. M.T. Mẹ mặc đồ đẹp lắm. Có khi nào mẹ hẹn hò không ta? Ngọc, ai cũng mong Ngọc có mặt hết trơn á. Nhất là Trực nè. Xe ai đẹp với mẹ? Mình nhìn chiếc xe này thấy quen quen ha. Xe của người ta đi đường thôi mà. Ủa, người ta đi đường xong người ta ghé lại tặng hoa mẹ hả? Mẹ mới mua đó, đẹp không? Hai người có cái gì đó kỳ kỳ nhau. Thôi đi, kỳ kỳ gì kỳ kỳ. Em đừng suy diễn lung tung nha. Anh nghĩ là chắc là người quen cũ của mẹ thôi. Quen gì mà quen? Em thấy không có giống người quen gì hết trơn á. Em không tin đúng không? Không tin á, để đi hỏi mẹ. Mày điên hả? Anh mày đi hỏi mẹ rồi mẹ biết em kể cho mày giết em luôn quá à. Thì thôi, đừng suy diễn lung tung nữa. Thì anh nghĩ là mẹ lớn tuổi rồi thì có những người bạn cũ hồi xưa của mẹ có sao đâu. Thì cũng phải là có người nam người nữ chứ. Giống như em đó, bạn của em Nam Kha đó, con trai đó, anh có nói gì đâu. Anh nghĩ cái chuyện này ba mà biết chắc ba cũng không nói gì đâu. Không có giống. Em với Nam Kha là bạn thân với nhau từ trước tới giờ, ai cũng biết hết đúng không? Còn cái chú đó là ai anh biết không? Làm sao mà giống được? Nói chung á là anh tin tưởng mẹ 100%, được chưa? Mà không có gì với nhau, tại sao tặng hoa cho nhau? Ủa thì
ai mà biết được. Kỷ niệm mấy năm gặp lại thì sao? Không tin. Thôi nha, anh nghĩ là chắc em đang ấm ức mẹ, cái em nói xấu mẹ đúng không? Cái gì? Anh dám nói là em nói xấu mẹ hả? Em thấy vậy em nói anh nghe, em tin không tin thôi, giờ anh còn nói em nói xấu mẹ nữa. Anh quá đáng thiệt mà.